Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới cập nhật được, sáng ngày 24 tháng 6, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết Sở đã quyết định phong tỏa toàn bộ khoa sản của Bệnh viện Bình Thuận từ 0 giờ hôm nay cho đến khi có thông báo mới sau khi một nữ bác sĩ làm việc tại bệnh viện này dương tính với SARS-CoV-2. Cùng đó tạm dừng việc tiếp nhận người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện trong vòng 3 ngày để phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong thời gian này, bệnh nhân đến đây được hướng dẫn đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Nữ bác sĩ nghi mắc COVID-19 nhận công tác tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cách đây 10 ngày. Trước đó, cô đã làm việc tại phòng khám Đa khoa An Phúc, Sài Gòn, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, có tiếp xúc với bệnh nhân và các đồng nghiệp. Chiều ngày 13 tháng 6, thì nữ bác sĩ bắt xe khách từ Đồng Nai về nhà tại xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cô tiếp xúc với 5 người trong nhà, gồm mẹ, chồng, con trai, con gái và em gái. Hôm sau thì cô bắt xe khách từ Tuy Phong vào Phan Thiết để nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, có tiếp xúc với bệnh nhân và đồng nghiệp trong khoa sản. Ngày 16 tháng 6 thì nữ bác sĩ được tiêm vaccine tại cơ quan, sau đó có dấu hiệu như là ớn lạnh, sốt nhẹ và 2 ngày sau thì ca này có triệu chứng ho khan, có đàm, tức ngực. Đây là ca dương tính đầu tiên tại Bình Thuận ghi nhận trong đợt dịch này. Hiện trường hợp này thì Bộ Y tế chưa công bố được xem là ca nghi nhiễm. Nhà thuốc Trường Giang, đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, nơi bệnh nhân đến mua thuốc cũng bị phong tỏa. Tế tỉnh Bình Thuận cũng ra thông báo khẩn, đề nghị những người từng đến các địa điểm liên quan bệnh nhân nêu trên cần thực hiện khai báo y tế. Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thời gian từ 14 đến 23 tháng 6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ ngày 14 đến 23 tháng 6. Nhà thuốc Trường Giang, lúc 12 giờ ngày 23 tháng 6. Quán Oven Food, số 37 Lê Duẩn, đường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, từ 17:30 đến 19:00 ngày 14 tháng 6. Quán cà phê Vườn Xanh, đường Lê Duẩn, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, từ 7:30 đến 10:00 ngày 19 tháng 6. Đội xe ôm áo màu xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lúc 17:00 ngày 17 tháng 6, chở bệnh nhân ra bến xe Bắc đón xe về Tuy Phong. Đội xe ôm áo màu xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lúc 18:00 ngày 22 tháng 6, chở bệnh nhân ra vòng xoay Bắc Phan Thiết đón xe về Tuy Phong. Chuyến xe khách Minh Quân lúc 21:30 ngày 12 tháng 6 từ Tuy Phong vào Đồng Nai lúc 4:00 ngày 13 tháng 6. Nhà xe Thanh Phong chuyến Liên Hương Phan Thiết vào 4:00 sáng các ngày 14, 16, 18, 21 và 23 tháng 6. Nhà xe Anh Phát các chuyến Phan Thiết Tuy Phong từ 17 đến 19 giờ ngày 15 và 17 tháng 6. Nhà xe Sáu Vận chuyến Phan Thiết Tuy Phong lúc 12 giờ ngày 19 tháng 6. Tuyến xe Vũng Tàu Thái Bình về Tuy Phong lúc 18:30 ngày 22 tháng 6 đón tại vòng xoay Bắc Phan Thiết. Chợ xóm 3, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tại sạp trái cây của người tên In từ 11:30 đến 12 giờ ngày 20 tháng 6. Để phòng chống dịch, thành phố Phan Thiết sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 24 tháng 6 trong vòng 14 ngày. Đại dịch